Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Mình là Lê Huệ Trương, editor của Trader Việt. Thì hôm nay, mình xin phép được quay trở lại với kiểu video phỏng vấn trader thành công. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Larry Williams. Vậy thì anh em hãy cùng xem hết video để xem những chia sẻ về backtest cũng như tâm lý giao dịch của ông ấy là gì nhé. Như thường lệ thì phần đầu tiên sẽ là phần cảnh báo rủi ro. Mọi người có thể tạm ngừng video lại để xem và đọc kỹ nội dung hơn nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi ngay vào phần nội dung chính thôi. Chắc hẳn mọi người cũng từng biết đến người thắng giải World Trading Championship năm 1987 là ai rồi đúng không? Đấy chính là Larry Williams, người đã biến 10.000 đô thành 1 triệu đô. Larry là người đã dạy phương pháp trading của ông cho hàng ngàn trader trên khắp thế giới. Ông cũng được biết đến là người tạo ra nhiều indicator hay cho ngành phân tích tài chính. Thì bài phỏng vấn này được trích dẫn từ website TradeStation, một platform trading rất nổi tiếng chuyên hỗ trợ cho các trader giao dịch trên thị trường futures và stock. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi ngay vào bài phỏng vấn nhé. Xin chào Larry, ông đã bắt đầu đến với trading như thế nào? Tôi bắt đầu tình yêu của mình với ngành công nghiệp này kể từ năm 1962, khi giá cổ phiếu bắt đầu giảm mạnh dần. Và cuối tháng 5, khi Tổng thống Kennedy thông báo sẽ giảm giá thép và cổ phiếu ngay lập tức bị tụt mạnh. Đó là một trong những ngày kinh khủng nhất của thị trường trong suốt 20 năm qua. Tin tức sau đó đã lan nhanh khắp nơi và làm tôi rất chú ý. Tôi vẫn còn nhớ khá rõ ngày đó và những tin tức xuất hiện lúc đó. Tôi đã không biết rằng những điều đó sau này đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Và lúc ấy, tôi đang là sinh viên báo chí của Đại học Oregon. Không ai trong gia đình tôi chơi chứng khoán cả, và cũng chả ai mà tôi từng biết có chơi. Tuy thế, tôi rất tò mò, tôi không rõ tại sao giá cổ phiếu lại sụt giảm, và thị trường chứng khoán là gì. Điều mà tôi hiểu về cổ phiếu lúc đó là khi tôi mua 100 cổ phiếu, nếu giá tăng 1 điểm thì tôi sẽ lời được 100 đô. Khi biết được điều đó, tôi thật sự rất sửng sốt. Thời điểm năm 1962, 100 đô có thể mua được một chiếc xe tốt rồi. Tuy là hàng cũ nhưng cũng đủ dùng. Đó là thứ đầu tiên mà tôi mua khi kiếm lời được từ chứng khoán. Suy nghĩ của tôi lúc đó là 100 đô mỗi ngày, không cần sếp, khỏi phải đi làm, sẽ như thế nào nhỉ? Nó có vẻ là một công việc dễ dàng, lương cao. Và thế là tôi lao đầu vào làm việc cực lực kể từ ngày đó. Larry, ông nghĩ gì về backtest? Nó ảnh hưởng như thế nào đến cách mà ông trade? Là một trader, bạn sẽ có rất nhiều ý tưởng về cách mà thị trường di chuyển trong tương lai. Cách duy nhất để bạn biết về bức tranh tương lai đó là dựa vào các kết quả từ quá khứ. Nếu bạn có thể đọc được dữ liệu thị trường từ những năm 1910-1920, rất lâu trước khi máy tính được sinh ra, bạn sẽ thấy mọi người đã bắt đầu nhìn đồ thị từ rất sớm, dùng dữ liệu quá khứ để tiến hành dự đoán giá cả. Một điều chắc chắn là tương lai không bao giờ có thể được dự đoán chính xác bằng quá khứ, nhưng nhịp điệu của thị trường thì luôn còn mãi. Các chuyên gia dự báo thời tiết không luôn đúng, nhưng hầu như mọi thời gian, họ biết họ nên mang theo dù trước khi ra đường khi trời nổi giông. Thị trường cũng như thế thôi. Backtest sẽ giúp trader nhanh chóng nghiên cứu và thử nghiệm phương pháp của họ, dù họ đang ở bất kỳ cấp độ nào. Họ có thể ngay lập tức phát hiện ra lỗ hổng trong cách vào và cách thoát lệnh của mình. Khi chúng ta nắm bắt được phương pháp của mình, chúng ta sẽ biết khi nào nên và không nên khi trade thực tế. Đó là một điều rất quan trọng với tôi. Tôi cũng đồng ý với ông là việc xây dựng một hệ thống và một kế hoạch trading có thể giúp trader rất nhiều và sẽ triệt tiêu mọi vấn đề liên quan tới cảm xúc khi giao dịch. Với kinh nghiệm của tôi, lý do tại sao hầu hết các trader đều cảm thấy lo lắng quá nhiều, cảm thấy có nhiều điều cần phải học với quản lý vốn, đó là vì họ đặt cược quá lớn so với khả năng chịu đựng của mình. Vậy, liệu có phải xóa bỏ mọi cảm xúc là yếu tố quan trọng nhất để trở thành trader thành công hay không? Bạn không thể xóa bỏ hoàn toàn yếu tố cảm xúc khi trading, nhưng điều bạn phải làm đó là học cách sống chung với những cảm xúc đó, làm thế nào để ra những quyết định tốt khi có cảm xúc tác động. Thậm chí khi bạn đang theo đuổi một hệ thống giao dịch rõ ràng, bạn vẫn chịu sự chi phối bởi cảm xúc, đó là sợ hãi khi hệ thống của bạn đang thất bại, hay sợ hãi khi hệ thống đã quá thành công, rồi sau đó lại tiếp tục thất bại. Tôi nghĩ một trader thành công cần phải biết hoạt động một cách độc lập,
bằng chính nhãn quan của anh ta hoặc cô ta. Đừng để bị phân tâm bởi những thứ nhỏ nhặt này. Larry, ông có thể nói một chút về cách mà mình phân tích hay không? Tôi là một người có niềm tin rất lớn vào các indicator, có thể phân tích đa không thời gian. Tôi thường sẽ sử dụng cùng một indicator để tìm điểm mua dựa trên đồ thị theo khung daily, weekly hoặc là monthly. Điều thứ hai là tôi sẽ sử dụng đúng thông số của indicator với đúng khung thời gian phù hợp. Ví dụ, nếu bạn muốn quan sát giá di chuyển trong 30 ngày, bạn sẽ không thể dùng các indicator dạng oscillator với chu kỳ 7 ngày. Hầu hết các trader không hiểu điều này. Indicator của bạn cần phải đúng với khung thời gian mà bạn chọn. Cho tôi hỏi câu cuối nhé. Nếu ông có một lời khuyên nào dành cho trader, thì lời khuyên của ông sẽ là gì? Có rất nhiều thứ tôi muốn nói cho mọi người về việc bắt đầu với cái nghề này. Điểm đầu tiên đó là quản lý vốn và quản lý cảm xúc. Bạn phải hiểu mối quan hệ giữa tiền bạc và cảm xúc của bạn. Cho đến khi bạn chưa thể làm chủ được cảm xúc, bạn sẽ còn gặp phải vấn đề đấy. Sau tất cả, bạn không chỉ là trader. Bạn không chỉ đặt cược tiền của bạn trên thị trường, mà bạn còn đặt cược cả con người của bạn luôn đó. Một vài người thích sử dụng Fibonacci, một số khác thì thích dùng trendline hoặc là đường MA. Dù là bất cứ món nào, bạn phải tìm ra thứ gì đó bạn có thể hiểu được và áp dụng được. Nếu nó quá khó hiểu, bạn rất khó để tuân theo kỷ luật đã đặt ra. Tôi nghĩ là việc trade từng bước nhỏ là một ý kiến rất hay. Nếu bạn bắt đầu từng bước nhỏ, bạn có thể thua ít thôi. Tôi thấy nhiều người đến với ngành công nghiệp này và rồi đánh đổi hàng trăm ngàn đô, họ mới kịp nhận ra sự thật về ngành này nó như thế nào. Hãy tiếp tục backtest, tiếp tục demo nếu bạn thấy chưa ổn. Trade demo chẳng có lỗi gì cả, đừng chê nó. Cái đáng trách là bạn để lộ cả đống tiền rồi mới nhận ra mình không đáng phải bỏ nhiều tiền như thế thì mới học được những bài học cơ bản này. Và rồi, khi bạn tìm thấy một phong cách giao dịch và indicator mà bạn cảm thấy phù hợp, hãy tiếp tục thử nghiệm cho đến khi chứng minh được khả năng kiếm lời của mình. Vậy là kết thúc video tuần này rồi. Mình hy vọng sau khi xem xong video thì anh em đã hiểu hơn về vai trò của việc backtest và tâm lý giao dịch trong trading nhé. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại một nút like để ủng hộ mình cũng như đội ngũ Trader Việt. Còn nếu bạn là người mới thì đừng quên nhấn subscribe cũng như hình chuông nho nhỏ bên phải để được Trader Việt thông báo mỗi khi có video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. See you soon.